Nhí chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi đọc thơ ngày hôm nay. Hôm nay, Thọ Nhí sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ của tác giả Phạm Hổ. Đó là bài thơ Thuyền Giấy. Các bạn lắng nghe Thọ Nhí đọc trước một lần nha. Bài thơ Thuyền Giấy. Bé trên bờ với xuống, thả con thuyền trắng tinh. Thuyền giấy vừa chạm nước, đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lên đên, tưởng mình ngồi trên ấy. Mỗi đám cỏ thuyền qua là một làng xóm đấy. Bé thích lắm reo lên, thuyền vẫn trôi mãi. Bé vạch cỏ, vạch lao, chạy bên thuyền rục vẫy. Thuyền phăng phăng trên nước, bé băng băng trên bờ. Bé theo thuyền, theo mãi, mặc ông trời chuyển mưa. Thọ Nhí vừa đọc cho các bạn nghe bài thơ gì? Đó là bài thơ Thuyền Giấy, một sáng tác của chú Phạm Hổ. Bài thơ Thuyền Giấy nói về một bạn nhỏ chơi với chiếc thuyền giấy do bạn ấy tự làm. Bạn đã thả thuyền xuống nước và chạy theo thuyền một cách thích thú. Bây giờ, Thọ Nhí mời các bạn cùng đọc theo Thọ Nhí nha. Bài thơ Thuyền Giấy. Bé trên bờ với xuống, thả con thuyền trắng tinh. Thuyền giấy vừa chạm nước, đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lên đên, tưởng mình ngồi trên ấy. Mỗi đám cỏ thuyền qua là một làng xóm đấy. Bé thích lắm reo lên, thuyền vẫn trôi mãi. Bé vạch cỏ, vạch lao, chạy bên thuyền rục vẫy. Thuyền phăng phăng trên nước, bé băng băng trên bờ. Bé theo thuyền, theo mãi, mặc ông trời chuyển mưa. Thế các bạn có biết hối hả có nghĩa là gì không? Hối hả có nghĩa là thể hiện sự vội vàng. Còn trôi lên đên, tức là trôi trên mặt nước, không có hướng nhất định. Những từ như phăng phăng và băng băng là thể hiện sự lướt đi một cách nhanh chóng. Thọ Nhí mời các bạn, chúng ta cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Bài thơ Thuyền Giấy. Bé trên bờ với xuống, thả con thuyền trắng tinh.
thuyền giấy vừa chạm nước đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lên đên, tưởng mình ngồi trên ấy. Mỗi đám cỏ thuyền qua là một làng xóm đấy. Bé thích lắm reo lên, thuyền vẫn trôi, trôi mãi. Bé vạch cỏ, vạch lau, chạy bên thuyền dục vẫy. Thuyền phăng phăng trên nước, bé băng băng trên bờ. Bé theo thuyền theo mãi, mặc ông trời chuyển mưa. Bài thơ Thuyền giấy là một trong những sáng tác hay của tác giả Phạm Hổ. Trong con mắt của ông, dường như chỉ có những đứa trẻ mới biết sống hết mình với ước vọng. Đó cũng chính là cảm hứng cho bài thơ này ra đời. Đọc những vần thơ đó, ta cảm nhận được một thế giới rất thật, rất hồn nhiên của trẻ thơ. Ở đó, bọn trẻ có ước mơ, có niềm tin và sống cho những ước mơ đó. Buổi đọc thơ của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Thọ Nhí xin chào và hẹn gặp lại.